Các bạn, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập. Câu 1 nha. 1. 1 câu 2. Đặt tính là tính 638 chia 21. 638 chia 21 bằng 30. Dư 30 dư mấy? À, 8. 30 dư 8 nha bạn. 10 dư 8. Thế rồi. 3451 chia 17. 3451 chia 17. 203. Ok. Chọn nhiều bạn. Bằng 203. Ok luôn nha. Rồi. 8329 chia 26. 3 bằng bao nhiêu? 320. 320. Dư bao nhiêu bạn? Dư 9 nhá. Được chưa? Rất đơn giản. 840 chia 42 bằng 20. 9367 chia 31 bằng 302. 302 dư bao nhiêu? Bao nhiêu bạn? 9367 trừ 31 nhân 302 đúng không? Thế nên là nó dư 5. Bây giờ Hương có chữ số 0 mà. 283 chia 27 10. Hương có chữ số 0 này. 870 chia 29 30. Hương có chữ số 0 này. 196 chia 14 về 4. Không chứ không này. Cái này rất đơn giản, các bạn hiểu thiệt sẽ chia ra. Phải chưa? Rồi là mình xong, mình các bạn.